chất âm phải nói là tuyệt vời. Đối với dòng loa Bose thì cực hot luôn. Tìm một mình anh, chưa mong từng đêm gối chia, nỗi u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa cây. Vâng, các bác có thấy cái độ ngọt và chất lượng của loa Bose chưa? Một dòng loa Mỹ chất lượng cao, Bose 301 CD2 và phiên bản màu vân gỗ gọi là màu vàng cũng được các bác nhá. Với cái giá yêu thương, em đang bán cho các bác với giá là 8.300.000, các bác được sở hữu một cặp loa Bose. Các bác thấy đã chưa? Rất là chất lượng. Những dòng loa bình thường. Còn với những loa Bose với phiên bản đời này các bác gọi là đời chót thì giá tiền nó sẽ cao hơn. Và với cặp loa này giá hơn 9 triệu đồng một chút thôi, các bác được một cặp loa cực kỳ là đẹp, nói xuất sắc. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo những số máy trên tấm biển màu xanh này. Ngọc Hoàng trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.